Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sữa đậu xanh nhé. Để làm sữa đậu xanh các bạn cần chuẩn bị cho mình 100g đỗ nhé. Đỗ xanh đây các bạn ạ. Các bạn để cả vỏ các bạn nhé. Đỗ xanh vỏ này. Và các bạn ngâm nước cho mình nhé. Từ 5 đến 6 giờ cũng được, để cho cái hạt đỗ này của mình nó nở ra ấy. Thì mình đi xay nó rất dễ. Đây mình đã ngâm được 6 giờ rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi vo để mình chắc cái nước chua này để mình xay nhé các bạn nhé. Cái hạt đỗ của mình đã này. Và các bạn trước khi mình ngâm ấy, thì các bạn loại bỏ những cái hạt đỗ mà nó nổi lên hoặc những hạt đỗ sâu bệnh ấy, thì các bạn nên vứt bỏ đi nhé. Còn sau đó thì mình sẽ ngâm. Bây giờ mình sẽ đi rửa các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi mình rửa, mình để cho rửa cho nó ráo nước thì các bạn ạ, nó sạch cái thứ đấy. Còn là các bạn tráng qua nước lọc nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cối thì mình xay các bạn nhé. Các bạn cho lên máy thì mình xay nhé. Và mình phải có nước thì mới xay được các bạn ạ. Các bạn cho mình một chút nước lọc vào nhé. Mình sẽ xay nhuyễn đi các bạn ạ. Kiểm tra nhé. Đây mình đã xay nhuyễn được đây. Và các bạn lọc cho mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái lọc lọc và một cái bát để mình cho vào lấy nước để mình đun nhé. Nó hơi đặc nên là mình sẽ phải cho thêm nước vào để mình cái cối của mình nó hơi là cái răng ấy, nó hơi hơi bé, không xay được nhuyễn hẳn. Mình sẽ xay một lần nữa các bạn ạ. Mình sẽ cho vào cối thì mình xay một lần nữa cho nó nhỏ hẳn đi. Mình tận dụng hết các bạn ạ, cho nó đỡ phí. Rồi mình lại xay tiếp các bạn nhé, để cho nó nhuyễn hẳn đi. Và mình lại cho thêm nước vào. Sau khi mình xây xong mình đã được đây. Và mình lại cho ra để mình lọc các bạn nhé. Mình lấy nước mình đun để mình làm thành sữa đậu đấy. Sữa đậu xanh nữa các bạn ạ. Và mình sẽ cho ít nước vào để mình tráng cái cối các bạn nhé. Các bạn lọc cho mình nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã lọc được như thế này.
cái bã này thì các bạn dùng thì mình có thể làm chả đỗ cũng được, hoặc là các bạn bỏ đi nhé. Đây các bạn, sau khi mình nọc xong mình đã được một bát như thế này rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào nồi để mình nấu lên các bạn nhé. Đây mình sẽ cho vào nồi để mình nấu nhé. Các bạn bật bếp lên cho mình nhé. Và mình đun cho nó sủi các bạn nhé. Các bạn cứ đun cho nó sủi, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn dần nhé. Để làm món sữa đậu xanh này rất đơn giản mà lại ngon các bạn ạ. Và mà lại sạch sẽ lành, mình có thể làm để cho gia đình mà mình uống. Mình sẽ đưa mình cho đây. Các bạn quấy cho mình một tẹo vì không có là khi bột ấy của đậu xanh nó sẽ bị lắng ở dưới đáy nồi ấy, thì nó sẽ gây ra cho mình là bị cháy ấy. Nên là các bạn quấy. Mình quấy một tẹo để cho nó sủi ấy, thì là các bạn không được quấy nữa. Mình chỉ cần đun với lửa vừa cho các bạn ạ, các bạn đừng đun lửa to nhé, để cho cái đậu của mình nó chín từ từ ấy. Với cách làm sữa đậu xanh này nó rất đơn giản, mà mình có thể làm rất là để cho khi có một loại sữa mà đầy đủ dinh dưỡng mà nhà mình có thể dùng. Như mình quên dùng lấu nhiều hơn đấy các bạn ạ, mình ăn không hết ấy, thì mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ấy. Thì lúc nào khác ấy, thì mình lại bỏ ra là mình dành kìa. Các bạn đun cho nó sủi nhé, và trong nữa thì mình sẽ vứt cái vỏ ra sau các bạn ạ. Đây các bạn, khi nó dần sủi rồi đấy các bạn ạ, là mình đã thấy gốc của mình đã sánh lại rất nhiều rồi. Và mình sẽ vứt bỏ cái bọt đi các bạn nhé. Là sủi lăn tăn rồi. Đây các bạn, vứt bỏ hết cái bọt này cho mình, để cho cái sữa của mình nó nhìn nó trong nó ngon hơn đấy. Nên quấy nhé các bạn nhé, không có là nó sẽ gây cho bén nồi, và các bạn nên vặn lửa nhỏ nhé. Đây các bạn, sau khi sủi như này rồi các bạn cho đường vào cho mình nhé. Các bạn cho mình 2 thìa đường nhé, khoảng độ 50g đường các bạn ạ. Rồi các bạn quấy tan cho mình đấy nhé. Và mình nếm thêm vừa hay không là tùy theo các bạn nhé, theo sở thích nhé. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì mình có thể cho ngọt hơn, hoặc là muốn ăn nhạt thì mình có thể cho nhạt bớt đi nhé. Chứ không phải là cứ theo mình là 2 thìa đường hoặc 50g đường là các bạn cứ cho y như thế. Thì nhiều người không thích ăn ngọt mà. Như với mình là 50g đường 2 thìa như thế nào vừa các bạn. Mình chỉ cần nấu thêm vài phút nữa là chín thôi. Thế các bạn, như vậy là sữa của mình đã chín rồi đấy các bạn ạ. Và mình sẽ cho ra bát để nguội nhé. Hoặc là các bạn để nguội cho các bạn cho ra cốc là mình còn thích được không? Đây các bạn, sản phẩm của mình sau khi mình nấu xong đây, mình đã được một cốc sữa, tức là một bát sữa gì nhỉ, sữa đậu xanh nhé các bạn ạ. Và khi nguội thì các bạn có thể cho ra cốc để mình uống nhé. Nếu các bạn muốn uống đặc hơn ấy, hoặc là nặng hơn thì các bạn có thể giảm bớt nước đi nhé. Như mình đây là 100g đậu xanh ấy, thì mình cho với 1 lít nước đấy các bạn ạ, và 50g đường. Và mình đã có thể có được những cốc sữa đậu xanh rồi. Này nguội là các bạn có thể cho vào cốc để mình uống, thưởng thức thêm vài viên đá vào cũng được các bạn ạ. Như vậy là mình hướng dẫn các bạn cách làm món sữa đậu xanh rất đơn giản. Các bạn thích có thể làm để mình uống nhé.
Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích hay like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình Ẩm thực miền quê nhé.